Mến chào cô chú và các bạn. Chia sẻ những món ăn ngon trong tuần hoặc là cuối tuần, nhanh, gọn và lẹ. Thường á, trong tuần á, thì ai cũng thích ăn cơm. Chắc chắn một điều là mình ăn cơm, gạo trắng, thơm. Còn cuối tuần á, thì nấu những món ăn như là bún, mì, phở, hủ tiếu. Thì dĩ nhiên rồi, mình đâu có bao giờ dùng gạo lứt. Cơm gạo lứt ăn cũng ngon lắm, bởi vì bây giờ người ta có rất là nhiều loại. Nhưng hôm nay mình sẽ nói về bún gạo lứt. Loại bún gạo lứt này đó mình mua về và cũng đã thử qua, luộc ăn cũng ngon như là bún thường. Nhưng tại sao chúng ta phải ăn bún gạo lứt? Bởi vì khi mình đã lớn tuổi rồi, bác sĩ nói là phải cẩn thận khi mình ăn mỗi ngày như là cơm, bún, mì, phở, bánh mì. Thì đây là gạo lứt mình cũng có thể ăn, tuy nhiên không phải gạo lứt mình thấy là mình mua, mình phải để ý ở ngoài sau cái bịch có tổng cộng là bao nhiêu gram cho mỗi lần mình ăn. Như vậy thì khi mình ăn thì mình sẽ biết được mình ăn được là bao nhiêu. Gạo lứt hay là bún gạo lứt, mình có thể nấu rất là nhiều món. Như là bún, mì, hủ tiếu cũng có gạo lứt cho nên mình có thể chọn lựa được. Loại này đó khi mình xé cái bịch ra thì cũng như những cái bịch khác, cũng 2 miếng. Mình chỉ cần luộc một miếng như vậy là cũng nhiều lắm. Khoảng đâu được là 6-7 tô bún. Mình ăn bún nước hay bún khô gì cũng được hết. Còn cách luộc thì cũng đơn giản, như là mình sẽ bắt một cái nồi nước cho thật là to để cho có chỗ rộng rãi để khi bún nở có chỗ nở. Nước cho thật là sôi, rồi sau đó mình sẽ cho bún vào. Khi bún đã vào trong cái nồi nước sôi rồi đó, thì nó không còn sôi nữa. Thì lúc bây giờ mình sẽ lấy đôi đũa nè, mình tách rời nó ra một chút. Rồi sau đó nó sẽ sôi trở lại, thời gian không lâu lắm đâu, khoảng đâu là 5 phút. Khi nước đã sôi rồi thì mình cứ lấy đũa mình trở qua trở lại 1-2 lần. Rồi sau đó mình để cái nồi bún để cho nó luộc, sôi đâu khoảng là 5 phút không hơn. Rồi mình tắt lửa. Khi mình tắt lửa rồi đó, dễ biết lắm. Làm sao mình biết được cọng bún này nó chín hay là không? Điều quan trọng đó là cọng bún khi mình luộc theo cách này, thứ nhất là bún không bị gãy, thứ hai thì nó có cái độ dẻo ngon hơn là mình luộc như là dặn lửa cho nó sôi ùn ụt. Rồi lúc bấy giờ thì bún đã bị gãy hết rồi. Và thời gian đã 5 phút rồi đó thì mình sẽ tắt lửa để nồi bún ở trên cái lò, bởi vì nó còn cái hơi nóng. Sau thời gian khi mình nhìn vào cái nồi nước á, thì mình thấy bún đã nổi lên trên mặt, như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đổ nước bún này ra trong một cái rổ, mình rửa nước cho thật là sạch 2-3 lần cho đến khi nào mình thấy rằng cọng bún này nó không còn cái hột gạo lên cái tay của mình lợn cợn nữa, hay là cái thau nước mình rửa nó không còn cái đục nữa, như vậy là bún đã được rồi. Nhìn cọng bún phải nói rất là ngon, dai và dẻo. Như vậy thì bây giờ bún thì đã rửa xong rồi, mình sẽ để bún qua một bên. Nhưng không, mình sẽ chia sẻ cùng với cô chú và các bạn làm cách nào để mà mình dắt con bún. Dắt con bún á, để làm gì? Mình làm như vậy, thứ nhất mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu, mà mình dắt con bún nhỏ hay con bún lớn là tùy theo gia đình. Mình lấy cái bàn tay bên tay trái mình để bè ra, rồi bên tay phải thì mình cầm bún lên, mình kéo lên bao nhiêu thì tùy mình. Rồi bắt đầu mình mới lật ngược cái bún tới lui cho đến khi nào hết cọng bún đó. Mình dắt như vậy á, thứ nhất khi mình cho vào một cái tô, mình lấy vừa đủ một dắt, cũng như là dắt mì. Còn khi mình bỏ vào tủ lạnh, mình lấy ra ăn thì cũng như vậy. Bỏ vào tủ lạnh dù là một tuần lễ, bún cũng không có bị hư và cũng không có bị gãy. Cho nên bất cứ loại bún nào mình luộc đều là luộc như vậy. Còn nấu món gì cho ngày hôm nay, mình đã chia sẻ qua những món ăn ngon như là bún riêu, canh bún. Nhưng hôm nay đó thì mình sẽ nấu một món, đó là bún riêu chay.
Thành thật xin lỗi cô chú và các bạn, mình đã quên chia sẻ món bún riêu chay, bởi vì khi lấy bún ra luộc thì mới nhớ rằng là đây là bún gạo lứt cho nên mới quay chia sẻ. Còn nói về dầu điều, mình chỉ cần bắt một cái nồi để cho dầu nó hơi sôi sôi, rồi tắt lửa, lúc bấy giờ mới cho hột điều vào. Từ từ nó sẽ ra màu, như vậy là mình đã lấy được cái màu rồi. Đừng có nấu lâu quá thì nó sẽ bị khét. Còn đây là một cái nồi bún riêu chay, phải nói là đơn giản, ngon. Quan trọng là cái nồi nước súp, trong này đó là có rau củ quả như là táo, cần, cà rốt, bắp cải, su su. Mình nấu khoảng đâu 1-2 tiếng, rồi sau đó mình lọc lại hết, lấy cái nước ngọt. Còn gia vị là mình phải có bột nêm chay, chút xíu muối và chút xíu đường phèn. Như vậy là đã có một cái nồi nước súp. Làm sao để có riêu ngon? Hôm nào rồi mình nấu chia sẻ lại từ đầu. Nhưng bây giờ nếu mà mình nói ra đó thì nó dài dòng lắm thôi. Cô chú và các bạn hãy để mình chia sẻ kỳ sau. Và mình cũng đã chia sẻ qua một món ăn, đó là bún bò Huế chay. Và cũng có nhiều món chay lắm, đơn giản, ngon. Thật sự là ngon, bởi vì có những lúc mình ăn thịt cá nhiều quá, rồi chỉ thích ăn những món ăn gì đơn sơ như là rau củ quả, để rồi luộc ăn với chao. Ăn như vậy mà nhiều lúc thấy ngon và có nhiều sức khỏe hơn. Thêm một thành phần mình muốn chia sẻ ở đây đó là khi mình cắt rau để mà làm một thau rau trộn. Dĩ nhiên mình phải rửa rau cho thật là kỹ và sạch rồi, sau đó mình mới cắt hết những cái rau để mình trộn chung làm một cái rổ rau để mình ăn bún hoặc là ăn những món ăn có nước, thì mình phải rửa lại cho thật là nhiều nước. Tại sao? Bởi vì khi mình cắt á, thì trong đó đó nó có những cái mủ, mình nói thí dụ là như vậy, cho nên mình rửa đi rồi đó thì nó không còn nữa, và để rất là lâu, để nguyên cả ngày rau của mình không có bị úng, và ăn không hết bỏ vào tủ lạnh cũng không bị gì hết. Nếu mình không rửa cách đó thì rau của mình sẽ bị úng hết. Đã nấu xong một nồi bún riêu chay thì rất là đơn giản. Có một nồi nước lèo, cà chua, đậu hũ, đơn giản vậy thôi. Rồi mình ăn với rau sống hay không ăn với rau cũng ngon lắm. Mỗi buổi sáng đó, khi mà mình thức dậy nè, làm gì làm, mình phải ăn sáng, rồi ăn trưa, rồi ăn chiều. Không ăn nhiều, ăn ít ít cũng được. Nhưng điều quan trọng á, khi mình ăn á, đừng có ăn mặn quá. Ngày xưa mình còn trẻ đó ăn mặn được, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, mình không có nên ăn mặn. Nấu xong một món ăn cho hai vợ chồng, bây giờ cô chú và các bạn hãy xem thử coi hai vợ chồng mình có những chuyện gì vui. Nấu xong rồi cô chú ơi, bây giờ mình ăn. Ăn sáng, quan trọng nhất là mình phải ăn sáng. Rồi ăn trưa mình không ăn cũng được. Mỗi cuối tuần á, mình hay nấu những món ăn có nước. Cái cọng bún này ngon lắm nè cô chú, thấy vậy mà ngon nha. Mà cái bún nó giống như bún thường, bún gạo thôi, cũng không có khác gì hết á. Dài ngon ha. Giờ là mai mốt mình sẽ mua bún này ăn. Tại vì ông xã mình nói là cái gì được bún trắng đường nhiều quá hả. Nhà của mình nó xa chợ, không có gần chợ, mỗi lần đi là phải một tiếng đồng hồ, rồi đi chợ xong về cầu có 3-4 tiếng luôn. Cho nên mình có chia sẻ qua đi một... hết cả ngày, mất hết cả ngày. Mất hết cả ngày luôn đó. Bây giờ đó, mình đi vô chợ Mỹ nè, cái gì cũng có hết. Mình đi Walmart đó cô chú biết không, nhà mình cũng gần Walmart lắm, thành ra cứ mình đi vô đó mình mua, nó không mất hơn bao nhiêu đâu. Walmart đâu đâu có mất. Walmart bán tương đối như giá ok, rẻ mà. Hồi xưa mấy mười mấy năm về trước mình á, mười mấy năm về trước đó cô chú biết không, mình về đây nè, đâu có chợ Việt Nam ha. Trời ơi, cứ nghĩ là mình không có chợ Nam sao mình về đây, vậy mà mình vẫn thích, mình thích ở đây lắm. Phải nói rằng mỗi ngày nấu ăn cực cô chú ha, các bạn thấy không, đi làm về đi chợ nấu ăn đó, nhiều lúc còn không biết nấu món gì, rồi cái lên YouTube coi người ta chỉ mình nấu. Các bạn biết không, có rất là nhiều chuyện á mà mình phải nói như thế này nè. Bây giờ đi chợ ha, đi đâu cũng vậy đó, mình phải rất là cẩn thận nha.
ông xã vừa đứng nấu ăn, ông đọc cho một cái tin gọi là tin động trời. Thôi không hẳn là động trời đâu, mình nói vậy đi nha. Nếu mà mình đi chợ đó, mình đi ra, mình nhìn chung quanh của mình coi có ai đâu đó không, rồi mình leo vô xe là mình rồ máy, khóa cửa lại, vừa vô là khóa cửa liền rồi đi. Mà thấy ai mà đâm đâm đi tới xe mình mà gõ cửa kiếng cũng không có mở kiếng ra, cũng không có nói chuyện, cứ là đi ra bình thường. Còn thấy có cái gì mà mình cảm thấy mình sợ, mình bóp kèn, bóp cho ổi lên. Tại vì thứ nhất đó, mình nói vậy nè cô chú, mình đâu có quen biết ai đâu, rồi tự nhiên đứng lại xe mình cứ gõ cửa là mình mở hay sao. Bây giờ họ cần cái gì đi chăng nữa đó, họ gọi cảnh sát ha. Nói mình đó, ăn chút đi, lấy sức nói tiếp. Giờ nói những cái chuyện này nè, ông xã nó nói mình á, bây giờ đi chợ phải cẩn thận nha. Cái mình hỏi chuyện gì nữa đây, ông nói là gần khu nhà mình đó, người ta đi chợ gọi là home food. Home food. Gì vậy? Phải con sâu vậy? Đâu. Đây nè. Không phải đâu. Cái cuốn này nè. Cô chú ơi, ngồi ăn á, mình thích cái lao này nè. Cuốn. Cô chú. Cái này là gì ta? Cần giới phải không? Kinh giới. Kinh giới gì đó. Rau kinh giới này đó cô chú biết mua ở chợ. Mình vừa ăn vừa nói chuyện cô chú, cái mình thấy trên cái rau kinh giới nó có cái gì dài dài, cái mình cái tâm đâm con mắt mình vô mình nhìn, mình nói ông xã có phải là con sâu không vậy. Cái ổng cũng run run, cái ông cầm cái lá lên, cái ổng nói đâu phải. Cái cọng mình lật rau nó có cái cọng này cô chú, nó nằm dài dài. Trời ơi cô chú ơi, mình sợ sâu lắm, khủng khiếp. Mình sợ cái bằng ai mà muốn nếu mà có sâu là lỗi của Du thì đúng rồi. Ông nói có sâu là lỗi của mình, mà trời ơi thấy sâu là sợ lắm cô chú. Cho nên tất nhiên của mình là không có sâu nha. Rau nhà mình là không có sâu luôn, mà mua rau về là sợ lắm. Tại vì nhà mình không có trồng cái rau gì đây, kinh giới. Đó, không có trồng. Cho nên đó, tại vì ăn, muốn ăn cho ăn đó. Để kể chuyện này cho cô chú nghe. Đang đứng ở cái ổng nói đó, bây giờ đi chợ phải cẩn thận nha. Nếu mà ai cứ tới xem mình á mà hỏi nói gì với mình đừng có thèm nói gì hết á. Thí dụ một câu chuyện đó, người ta đi chợ đó, rồi cái có cái cô hai người Việt Nam đứng đi chợ, cái có người nào lại nói ô xe mà ta thấy hình như nó bị lít nước hay gì đó, hay bị đứt dầu, cái ở lại ngó cái mở xe mình giật bớt bỏ chạy. Trời ơi đủ thứ chuyện hết. Cho nên á bây giờ cô chú đi chợ ha, mà ai tới gõ vừa vô xe mình là khóa cửa liền nha, cửa kiếng quắn lên. Sau đó rồi đó, ai có tới gõ cửa cũng đừng có mở, không có trả lời, bởi vì mình không quen biết ai hết mà cảm thấy không có tự tin ha. Bóp kèn lên. Trời ơi bây giờ không tin ai hết cô chú ơi, sợ lắm. Ủa ăn rồi hả Du? Ngồi đây nói chuyện đi. Nếu mà mình không thấy tự tin đó, thì mình tự xỉu đi. Cô chú có nghe ông đang nói gì không? Ông nói nếu như mà mình không tự tin á thì mình tự xỉu đi. Nếu nói rằng là không tự tin á, ở trong nhà mình cũng không có tự tin, mình ra đường mình cũng không tự tin, mình làm cái gì mình cũng không có tự tin. Vì vậy cho nên mình phải tự tin. Mình ngồi đây ăn trái cây thì sẵn đây mình chia sẻ về những loại trái cây đặc biệt. Đó là những trái mặn. Nói về mặn á, thì đây là cái loại mặn mà Việt Nam mình ai cũng biết rồi, chợ Mỹ đều có bán hay là trồng ở nhà. Nhưng cái loại này thì ở nhà bạn trồng cho mình ăn, ngon lắm. Rồi trái dải thì mình mua ở chợ, nhưng mà mỗi năm á, mình mua về ăn. Nhưng năm nay thì không có lắm, nhưng năm nay thì cũng không có ngon lắm, nhưng mà ăn cũng được. Nhưng cái phần đặc biệt nữa đó là mình sẽ nói về trái mặn. Loại mặn này á, cái trái nó như thế này nè cô chú ha. Đó, nó vậy á. Rồi, bây giờ tại sao mình phải nói về trái mặn này? Không biết là Việt Nam mình á, không biết rằng ở nhà của các cô chú và các bạn có ai trồng cái loại mặn này hay không.
Nhưng mà mấy năm về trước á, mình được ăn, mình thích lắm, rồi năm nào mình cũng đi xin về. Thì có một cái năm mình tới nhà người bạn mình chơi, thì khi ra tiếp khu vườn đó, mình thấy cái cây mận này nè, trời ơi con mắt mình nó to ra như vậy nè, mình mừng quá trời mừng luôn. Mà ở dưới đất hả, nó rụng kia mừng quá trời luôn, kiến này kia. Cái mình nói với bạn mình, trời ơi sao có cây mận này mà không ăn uổng lắm đó nha. Nó nói trời ơi đâu có ăn đâu, không có thích ăn. Mình nói trời ơi cái mận này ăn ngon lắm, nó không phải là giống như những loại mận khác đâu. Trời ơi cô chú biết không, thế là mình hái về mình ăn. Rồi mình cũng có nói với bạn mình, rồi cái ra vườn cái bắt đầu mình hái. Mà lúc đó nó đâu còn nhiều đâu cô chú, ít lắm. Trời ơi mình nói năm sau nếu mà có cho mình tới hái. Rồi bắt đầu mình mới hái đưa cho bạn ăn. Mà bạn nói trời ơi ngon thiệt nha, hồi xưa giờ biết bao nhiêu năm mà có bao giờ ăn cái nó, còn tính chặt bỏ nữa. Nói ôi đừng chặt bỏ, cứ để nó đi, rồi mỗi năm mình tới mình dọn cho, mình dọn cái khu vườn này cho đẹp nè, mình chỉ cho mình hái trái này thôi. Nhưng mà nhà bạn mình có cây hồng giòn nè, cây hồng mềm, rồi cây mặn này nữa, còn nhiều cái trái khác nữa, nhưng mà cái trái này quý lắm. Nhưng mà cô chú biết không, năm nay buồn vô cùng luôn, buồn lắm. Bây giờ đó ha, mình gọi bạn mình á, bạn mình nói là không có nhà. Rồi mình nói thôi bữa khác mình gọi nữa, nó không có nhà. Trời buồn vô cùng cô chú. Như vậy là mình không có mặn ăn. Cái bữa đó mình cũng đi tới cái khu đó, cái mình đậu xe ngay trước cửa nhà luôn. Mình thấy có hai cái xe luôn nha, xe của vợ nè, xe của chồng nha. Cái mình gọi vô mình hỏi chứ đang làm gì đó. Bạn mình nói chứ đang sửa soạn đi. Nó nói bao lâu mới đi, nói chừng nửa tiếng mới đi. Cái mình nói chuyện được không, nói được. Mình hỏi trước kỹ rồi được, nửa tiếng nữa nó mới đi được. Rồi xong mình nói ô đợi chút nha. Cái mình lại mình bấm chuông, mình bấm chuông đó. Nó đang cầm điện thoại, mình cũng đang cầm điện thoại mà. Bấm chuông, nó mở cửa đấy. Trời ơi trời đi đâu đây, cúp bụng xuống. Trời ơi tôi vô hái mặn chứ đi đâu. Thế là đi thẳng ra ngoài sau hè. Trời ơi cô chú ơi, nó đâu có cho mình hái đâu, còn lâu nữa mà hái, nó ăn hết rồi. Cho nên đó là một cái trải nghiệm, đừng bao giờ nói người ta cái trái này nó ngon lắm nha. Bởi vì khi người ta không biết á, thì người ta cho rụng xuống kiến ăn. Còn khi mà biết rồi đó, thì mình cũng không có được ăn. Vì vậy cho nên là không bao giờ chia sẻ những món ăn gì mà nó ngon. Nói cho vui thôi. Thật sự mình có những cái món ăn gì ngon, có món gì lạ thì lúc nào mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Đây là một loại trái mặn. Nếu mình có thể mua cái cây này về trồng ăn thì giống như cây táo tàu. Cây táo tàu thì có rất là nhiều loại, như là dì tắm, sáu sáu. Còn mặn này á, thì nó chỉ là một cái loại mặn thường thôi. Nhưng mà mình phải coi cái loại này, cái tên gì, để rồi mình lên trên mạng tìm rồi chia sẻ cùng với cô chú và các bạn. Video đến đây thì cũng đã dài rồi. Một ngày nấu ăn, chia sẻ một loại bún, đó là bún gạo lứt. Rồi nấu một nồi bún riêu đơn giản, đơn sơ cho hai vợ chồng khi lớn tuổi để ăn. Rồi ngồi nói chuyện tâm tình với cô chú, với các bạn. Đó là cái niềm vui, là hạnh phúc. Ăn uống làm sao cho nó có sức khỏe. Sức khỏe là trên hết. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như mình có cái gì tốt nè, có cái gì vui nè, thì mình chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau. Xin chào.